Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1962, hiện là trưởng nhóm câu lạc bộ thư pháp yêu thương phường 7, quận Phú Nhuận. Với niềm đam mê, tình yêu và nhiệt huyết của mình, chị đã thành lập câu lạc bộ và duy trì hoạt động thường xuyên tại nhà riêng ở địa chỉ số 28/27/82, Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích nhằm chia sẻ kiến thức về nghệ thuật thư pháp giữa các thành viên và gắn kết các thành viên, những người yêu mến bộ môn thư pháp tìm đến giao lưu học hỏi với nhau thông qua câu lạc bộ thư pháp để xây dựng các quỹ hỗ trợ cho những gia đình khó khăn trong địa bàn phường. Đồng thời, nhóm cũng thường xuyên đồng hành với các chương trình thiện nguyện đi đến những vùng sâu, vùng xa. Mình phải vận dụng những cái gì mình biết để mình làm cái gì nó ra cho xã hội, cho nó có cái niềm vui. Ví dụ như là mình vẽ cái nón lá, mà cái nón lá trên đó có những cái chữ nó ý nghĩa. Ví dụ như bạn đó mua bán cái gì đó thì mình tặng cái chữ lộc. Cái chữ lộc thì nó mang ý nghĩa là bạn sẽ thành tựu bằng lộc. Cho nên mình dùng những số tiền mà các bạn mua những cái nón lá, mình bán những nón lá đó, hay mình bán những cái tranh đó, mình dồn tiền lại thì mình lại chăm lo cho các cụ ở phường. Rồi mình làm những cái nón lá, những cái liễn, cái tranh mình tặng các chùa, thì các chùa lại tặng lại các Phật tử khi đến đó cúng dường. Thì nói chung là mình sẽ tạo một cái giống như một cái gì đó lan tỏa trong cái mô hình của mình. Câu lạc bộ Thư pháp yêu thương chỉ mới hoạt động gần 3 năm, bắt đầu từ tháng 12 năm 2021. Nhưng đến nay đã thu hút được rất nhiều thành viên là chị em hội viên hội phụ nữ tham gia. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ đều có những công việc riêng, nhưng họ luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Họ cùng hội viên hội phụ nữ trên địa bàn phường 7, quận Phú Nhuận thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực như vận động hội viên hội phụ nữ tham gia câu lạc bộ, tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tham gia giao lưu văn nghệ tại các sự kiện, hội nghị, những ngày lễ Tết. Câu lạc bộ cũng thường xuyên tham gia buôn bán tại các gian hàng của hội chợ, và toàn bộ số tiền bán ra từ câu lạc bộ thư pháp đều dành hết cho công tác thiện nguyện. Nhóm câu lạc bộ thì thường xuyên là dạy thư pháp miễn phí và viết thư pháp, rồi lên nón lá, lên các bưu kiếp để bán. Thì tất cả những cái tiền đó thì lấy để quyên góp giúp đỡ 20 cụ già neo đơn ở phường 7 và chăm lo cho các hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ có mắc bệnh hiểm nghèo. Nhóm tập trung vẽ thư pháp trên chiếc nón lá truyền thống của dân tộc và trên những tà áo dài. Đây cũng là hai dòng sản phẩm mang tính chủ đạo. Ngoài ra, vào các dịp lễ Tết, nhóm sẽ viết thư pháp trên các bức liễn với những câu đối chúc xuân. Và hầu hết những sản phẩm thường được các công ty du lịch đặt hàng trước cho các đoàn khách của họ. Và một số ít còn lại, nhóm sẽ mở các gian hàng bán ở hội chợ. Ở đây thì mình muốn nói là cái tuổi, ví dụ như tuổi trẻ đó, thì người ta có sức khỏe thì người ta làm được nhiều việc lớn. Thì thôi, mình lớn tuổi rồi, mình có trong mình nghĩ là mình có lợi ích gì cho xã hội thì mình cứ làm. Được cái gì chút xíu nó nhỏ, nhưng mà cứ mỗi người góp lên một chút thì nó sẽ thành tựu thôi. Cho nên cố gắng là cứ cái gì nghĩ lại làm lợi ích cho xã hội, mình cứ quan tâm, mình làm, cố gắng. Hàng năm, chị Kim Dung và câu lạc bộ Thư pháp yêu thương còn vận động được hàng ngàn suất quà chăm lo cho hội viên khó khăn trên địa bàn phường và những hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh thành, trị giá gần 200 triệu đồng. Còn hàng tháng, chị vận động các nhà hảo tâm trao 100 phần quà cho người mù tại chùa Phước Long Cổ Tự ở Bến Tre. Bằng sự tận tâm, nhiệt tình, tâm huyết trong mọi công việc, chị Dung đã tạo được sự gắn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ. Với những đóng góp trên, chị Nguyễn Thị Kim Dung đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường biểu dương và là tấm gương sáng để chị em phụ nữ phường noi theo trong các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.